Chào mừng quý khán giả đến với vòng 6 giải vô địch Bồ Đào Nha, với Huyền Như của chúng ta đã tỏa sáng một cách rực rỡ trong trận đấu này. Huyền Như đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn, đó là một thành tích vô cùng đặc biệt. Để theo dõi Huyền Như, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cầu thủ đặc biệt này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ xem các bàn thắng của Huyền Như. Thông tin thêm, với vòng 6 giải vô địch Bồ Đào Nha này, đội Lang FC của Huyền Như đá với đội Famalicão tỷ số hòa 3-3. Huyền Như ghi 2 bàn ở phút thứ 46 và phút thứ 72, sau đó kiến tạo 1 bàn. Huyền Như đã là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu này, và nên nhớ rằng trước đó là Huyền Như chỉ đá dự bị ở 5 vòng đấu trước. Phải nhớ rằng đội bóng có 5 tiền đạo và Huyền Như là một trong 5 tiền đạo đó. 5 trận đấu trước Huyền Như đã dự bị và trận này Huyền Như được đá chính và đã thể hiện một cách xuất sắc. Với 3 tiền đạo của Bồ Đào Nha, 1 tiền đạo của Brazil thì Huyền Như là cầu thủ tiền đạo số 5. Cuối trận đấu Huyền Như được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và với danh hiệu này chắc chắn Huyền Như sẽ được đá chính và thể hiện mình trong những vòng đấu tiếp theo. Với phong độ tỏa sáng như thế này thì chắc chắn Huyền Như sẽ được sử dụng vào những trận tiếp theo, và hy vọng là tiền đạo của chúng ta sẽ thể hiện một phong độ ấn tượng nữa. Để theo dõi Huyền Như, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ủng hộ kênh nhé.